the time to worship. Đi giờ vào trái tim cùng hướng lên. Nay là giây phút ta cùng đến tôn thờ. Chúa không ai sánh bằng.
Xin Hội Thánh mở lời Chúa Các Vua thứ nhì đoạn 4 câu 1 cho đến câu thứ 7. Các Vua thứ nhì đoạn 4. Vả có vợ của một người môn đồ của đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Elise mà rằng: Kẻ tôi tớ ông là chồng tôi đã qua đời, và ông biết rằng kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va. Vả chủ nợ người đến toan bắt hai đứa con tôi làm tôi mọi. Elise nói với nàng rằng: Ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết ngươi có vật gì ở nhà. Nàng thưa rằng: Con đòi ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu. Người bèn tiếp rằng: Hãy đi ra ngoài mượn những bình không của các kẻ láng giềng ngươi, chớ mượn ít. Khi ngươi trở về, hãy vào nhà với các con ngươi, đóng cửa lại, rồi hãy đổ dầu vào các bình đó. Hễ bình nào đầy thì để nó riêng ra. Nàng liền đi khỏi người, vào nhà với các con trai mình, đóng cửa lại, các con trai nàng đem bình lại, và nàng đổ dầu vào. Khi các bình đã đầy, nàng nói với con trai mình rằng: Hãy đem cho ta một bình nữa. Nhưng nó thưa rằng: Hết trơn bình rồi, dầu bèn ngưng. Bây giờ nàng đem việc ấy thuật cho người của Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: Hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi, đoạn ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình. Chúa muốn tôi an nghỉ.
Thật không có gì phước hạnh hơn nữa khi phước hạnh và sự thương xót theo dõi cuộc đời chúng ta suốt đời. Theo các nhà khí tượng học thì ngày mai, ngày 23 tháng 9 là thu phân, tức là ngày đầu tiên của mùa thu trên Bắc Bán Cầu. Chúng ta sẽ bước vào mùa thu ngày mai. Cho nên hôm nay Chủ nhật 22 tháng 9 là ngày chót của mùa hè năm 2019. Trong 3 tháng hè vừa qua, chúng ta đã cùng nhau học hai sách Các Vua Nhất và Các Vua Nhì về đời sống của hai vị tiên tri Eli và Elishe. Hôm nay chúng ta sẽ học bài cuối cùng về tiên tri Elishe với tựa đề Tiên tri và Phép Lạ. Tiên tri Elishe là người làm nhiều phép lạ nhất trong Kinh Thánh, chỉ ít hơn Chúa Giê-xu mà thôi. Và những phép lạ mà tiên tri Elishe đã làm cũng như những phép lạ mà Chúa Giê-xu đã thực hiện chỉ với một mục đích là làm sáng danh Đức Chúa Trời và giúp đỡ người khác. Phép lạ trong Kinh Thánh không nhằm khoe khoang cho là mình tài giỏi. Ngày nay nhiều người không tin nơi phép lạ, nhưng phép lạ là điều có thật. Và phép lạ cũng là điều dễ hiểu, bởi vì không có gì khó để không chấp nhận. Nếu chúng ta tin Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là đấng tạo dựng muôn vật mọi loài, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, chính Ngài đã đặt ra những định luật thiên nhiên. Và phép lạ xảy ra khi sự việc xảy ra không như bình thường, đi ngược lại với các định luật thiên nhiên. Nước thành rượu, đi trên nước, người chết sống lại. Đức Chúa Trời đã tạo dựng và đặt ra những định luật này, và Ngài cũng có quyền thay đổi những định luật đó. Phép lạ là chính Chúa thay đổi những định luật đó. Khi điều đó xảy ra, chúng ta gọi đó là phép lạ. Thật ra phép lạ cũng là điều xảy ra hàng ngày, ngay cả trong những sự việc bình thường. Nhưng xét cho cùng, đó cũng là phép lạ, vì nó thật là nhiệm màu mà chúng ta không hiểu hết được. Y khoa càng ngày càng tiến bộ, và ngày nay bệnh nhân thường được bác sĩ cho biết chi tiết về hoạt động cũng như những sai trật của các bộ phận ở trong cơ thể. Mỗi khi đi thăm các bệnh nhân trong bệnh viện và nghe bệnh nhân kể lại bác sĩ nói thế này, nói thế kia, tôi thấy con người của chúng ta thật là một phép lạ lớn. Mỗi một chi tiết rất là nhỏ, nó cũng sai trật là cũng khiến cho thân thể của chúng ta mang tật bệnh rồi. Bài hát của chúng ta, xin lỗi, thân thể chúng ta
là một phép lạ. Trong bài hát I Believe, bài hát đó có lời như thế này: tôi tin khi xem trên cao từng giọt mưa lướt rơi làm hoa đẹp tươi. Khi tôi nghe em thơ u ơ nằm trong chiếc nôi, hoặc xem trời cao từng đêm đầy sao, lòng thêm tin chắc đấng tôi tin. Tất cả những điều nhỏ nhặt bình thường trong đời sống thật sự là phép lạ. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows, someone will come to show the way. Every time I hear a newborn baby cry, mỗi lần chúng ta thấy những em bé được mang đến nhà thờ, đó là những phép lạ. A touch a leaf, a see the sky, một chiếc lá vàng, một bầu trời. Then I know why I believe. Tất cả những điều đó đều là phép lạ. Phép lạ là điều xảy ra trong đời sống của chúng ta mỗi ngày khi chúng ta tin nhận Ngài. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa đã dùng tiên tri Elise đã thực hiện nhiều phép lạ, và chúng con học lại những phép lạ này để áp dụng cho chúng con. Xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chính mình con và dạy dỗ mỗi ông bà chị em chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tiên tri Elise đã thực hiện ít nhất là 11 phép lạ được ghi lại trong Kinh Thánh. Sáng nay chúng ta chỉ học 3 phép lạ mà tiên tri Elise đã thực hiện, và tin chắc rằng mỗi chúng ta sẽ nhìn thấy một trong những phép lạ này áp dụng cho đời sống của chính mình. Phép lạ đầu tiên chúng ta học buổi sáng hôm nay là phép lạ rẽ nước sông Giô-đanh, được ghi trong sách Các Vua Nhì đoạn 2 câu 13 và 14. Sách Các Vua Nhì đoạn 2 câu 13 và câu thứ 14. Elise bèn lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Eli rơi xuống trở về, đứng tại trên mé sông Giô-đanh. Người lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Eli rơi xuống đập nước và nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Eli ở đâu? Khi người đã đập nước rồi, nước bèn rẽ ra hai bên và Elise đi ngang qua. Đó là phép lạ đầu tiên mà tiên tri Elise đã thực hiện khi thầy của mình là tiên tri Eli được cất lên trời. Chúng ta biết tiên tri Elise là học trò của tiên tri Eli. Tiên tri Eli được Đức Chúa Trời cất lên trời và không trải qua sự chết như những người khác. Nhân vật thứ hai cũng không chết như vậy là ông Henoch, người cháu 7 đời của Adam, được ghi trong sách Sáng Thế Kỷ. Trước khi Eli được cất lên trời thì ông hỏi Elise là học trò của mình điều này ở trong Các Vua Nhì đoạn 2 câu 9. Khi đi qua rồi, Eli nói với Elise rằng: hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi trước khi ta được cất lên khỏi ngươi. Elise thưa rằng: nguyện xin thần của thầy cảm động tôi được bội phần. Eli nói với người rằng: ngươi cầu xin một sự khó, song nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời, bằng chẳng thì không được. Tiên tri Eli sắp được cất lên trời, và tiên tri Eli hỏi tiên tri Elise: ngươi có điều gì muốn ta sẽ làm cho ngươi? Và tiên tri Elise nói rằng: xin cho con được gấp đôi thần quyền của thầy. Cái chữ bội phần ở đây có nghĩa là gấp đôi. Và thật đúng như vậy, Elise đã làm phép lạ nhiều, chẳng những gấp đôi mà gấp bội thầy của mình. Eli cho biết Elise xin như vậy thì hơi khó, nhưng có thể được với một điều kiện, đó là nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi. Và Elise đã chứng kiến lúc Eli được cất lên trời. Bây giờ Elise trở về một mình, đi ngược lại con đường mà hai thầy trò vừa đi. Và đó là cái đoạn đường phải đi ngang qua sông Giô-đanh. Chúng ta nhớ một lần Đức Chúa Trời đã rẽ nước sông Giô-đanh cho dân Israel đi ngang qua khi họ đi vào đất hứa. Và vừa trước đó tiên tri Eli cũng đã đập áo tơi trên nước và nước sông Giô-đanh đã rẽ ra. Đó là phép lạ tiên tri Eli vừa thực hiện. Bây giờ quay trở lại con đường đó, Elise muốn biết lời cầu xin, xin thần quyền gấp đôi thầy mình có được nhậm hay không. Elise đã lấy chiếc áo tơi của thầy mình để lại, đập trên nước và nói: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Eli ở đâu?
Nước bèn rẽ ra hai bên và Elise đi ngang qua. Đó là phép lạ đầu tiên Elise thực hiện sau khi thầy của mình về trời. Phép lạ này nói lên điều gì? Phép lạ rẽ nước sông Giô-đanh cho thấy ít nhất là hai điều sau đây. Quý vị có tờ giảng bài ghi xuống. Thứ nhất, điều đầu tiên phép lạ rẽ nước sông Giô-đanh cho thấy rằng lời Chúa hứa với Elise đã được ứng nghiệm. Lời hứa đã thành sự thật. Thần của Đức Chúa Trời đã thật sự hành động trong Elise bội phận. Đây cũng là điều mà Chúa Giê-xu hứa với các môn đồ của Chúa ở trong Giăng đoạn 14 câu thứ 12. Chúa phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Đức Chúa Giê-xu đã làm bao nhiêu phép lạ mà bây giờ Chúa Giê-xu nói với các môn đồ rằng, các ngươi còn làm việc nhiều hơn, lớn hơn ta làm nữa. Làm sao có được điều đó xảy ra? Đức Chúa Giê-xu trong lúc còn sống ở trần gian này, cuối cùng lúc Chúa thăng thiên chỉ có 120 người. Nhưng mà sứ đồ Phi-e-rơ giảng một lần, sau đó có đến 3.000 người tin Chúa. Phi-e-rơ cũng đã có thể chữa lành cho người què, kêu người chết sống lại. Thưa quý vị, người tin Chúa sẽ có thể làm việc Chúa làm. Thật sự, khi chúng ta hướng dẫn một người trở lại với Chúa, đó là một phép lạ đã xảy ra trong người đó. Khi chúng ta hướng dẫn một người tin nhận Chúa, là người đó đã bước từ tối qua sáng, từ chết qua sống. Người đó được tái sinh, được biến đổi. Và thưa quý vị, đó chính là một phép lạ. Vì vậy quý vị và tôi cần tiếp tục tin nơi Chúa để có thể làm việc lớn cho Chúa, làm phép lạ qua đời sống của chúng ta. Thứ nhì, phép lạ rẽ nước sông Giô-đanh cũng cho thấy có những trở ngại trong đời sống Đức Chúa Trời có thể can thiệp và mở đường cho chúng ta. Có những trở ngại trong đời sống Đức Chúa Trời có thể can thiệp và mở đường cho chúng ta, trở ngại được san bằng. Tiên tri Elise bây giờ đi về, đi ngang con sông, không có cầu, không có thuyền, không có đò gì hết. Bây giờ làm sao đi ngang qua? Đó là một trở ngại. Và với đức tin và lời hứa, ông lấy áo tơi của thầy mình đập trên nước và nước sông đã rẽ ra. Khi con dân của Chúa vượt qua sông Giô-đanh để vào đất hứa, Giô-suê nói với con dân của Chúa như thế này: các ngươi chưa hề đi đường này bao giờ. You have never walked through something like this. Lịch sử từ cổ chí kim chưa bao giờ ai đi ngang qua sông hết mà không có nước. Từ trước đến nay chưa hề có việc nước sông rẽ ra cho người ta đi qua bao giờ. Chưa bao giờ có việc người ta đi dưới đáy sông cả. Nhưng đó là con đường mà Chúa đã mở ra cho con dân của Chúa. Khi con dân của Chúa lấy đức tin đặt chân xuống sông Giô-đanh thì nước sông rẽ ra cho họ đi qua. Kinh Thánh ghi lại rất rõ, khi con dân của Chúa đụng chân xuống mé nước thì nước đã rẽ ra. Thưa quý vị, cuộc đời của quý vị và tôi có lúc cũng có những đoạn đường bế tắc như vậy. Như một dòng sông trước mặt không đi qua được. Con dân của Chúa ngày xưa với đức tin, tiên tri Elise với đức tin đập áo tơi của thầy mình xuống nước thì nước rẽ ra. Có nhiều người trong vòng quý vị đã kể chúng tôi nghe những câu chuyện tương tự như vậy. Những trường hợp bế tắc vô cùng. Thật sự Chúa đã can thiệp, Chúa đã mở đường, Chúa đã rẽ nước ra và họ đã đi qua được. Trong đời sống cá nhân như trong đời sống của hội thánh của Chúa cũng vậy. Và Đức Chúa Trời đã thật sự mở đường cho chúng ta thực hiện những phép lạ trong đời sống của chúng ta. Nếu quý vị có những bế tắc nào trong đời sống, hãy tiếp tục cầu nguyện xin Chúa mở đường. Chúa vẫn có thể làm phép lạ ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúa thêm đức tin cho chúng ta để Chúa có thể rẽ nước sông cho chúng ta trong những lúc cùng đường như vậy. Đó là phép lạ thứ nhất của tiên tri Elise, rẽ nước sông Giô-đanh. Phép lạ thứ hai của tiên tri Elise được ghi trong sách Các Vua Nhì, đoạn 2, câu 19 đến 22 như thế này. Các Vua Nhì, đoạn 2, câu 19 đến 22. Dân cư của Jericho nói cùng Elise rằng: chỗ xây cất thành này tốt lắm y như Chúa tôi thấy, nhưng nước thì độc và đất thì chai.
Người đáp hãy đem cho ta một cái bình mới và đựng muối ở trong. Chúng đem bình đến cho người. Người bèn đi đến nguồn nước, đổ muối xuống nước mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta đã chữa lành cho nước này, tự nó sẽ chẳng còn gây sự chết hoặc sự nâng nữa. Nâng là không có sinh sản đó. Vậy theo lời của Elise phán ra, nước được chữa lành còn đến ngày nay. Phép lạ thứ hai mà tiên tri Elise đã thực hiện là phép lạ chữa lành nước độc. Phép lạ chữa lành nước độc. Đây là phép lạ chữa lành, nhưng không phải là chữa lành người, nhưng là chữa lành nước và đất. Và phép lạ này đi kèm với một hình ảnh tượng trưng là bình muối. Tiên tri Elise đổ muối xuống nước và nhân danh Chúa chữa lành cho nước và cả cái vùng đất đó. Đây là phép lạ đến từ Chúa vì tiên tri Elise đã nhân danh Chúa mà phán ở trong câu 21. Người bèn đi đến nguồn nước, đổ muối xuống nước mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta đã chữa lành cho nước này. Sự chữa lành, phép lạ này đến từ Chúa. Muối trong câu này mang tính cách tượng trưng, nhưng đồng thời cũng có thể có một phần tác dụng ở trong đó, vì chúng ta biết muối có tác dụng chữa bệnh. Chúng ta mỗi lần đau té trầy, chúng ta làm gì? Sát muối vào vết thương, hoặc là dùng muối để khử trùng. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu phán như thế nào? Các ngươi là muối của đất. Hàm ý rằng quý vị và tôi phải đem lại sự chữa lành cho trần gian này. Quý vị và tôi là muối của đất, chúng ta phải đem sự chữa lành cho trần gian này. Chúng ta phải đem tác dụng của muối vào trần gian này. Muối có ba tác dụng chính, đó là bảo quản, chữa lành và đem lại hương vị. Khi Chúa Giê-xu phán các ngươi là muối của đất, Chúa muốn chúng ta phải là tác nhân đem lại những điều này. Thứ nhất là bảo quản, nghĩa là giữ cho khỏi bị hư. Tất cả chúng ta đều biết câu cá không ăn muối, cá ươn. Khi chưa có kỹ nghệ đông lạnh, người xưa dùng muối để sử dụng thịt cá lâu ngày. Quý vị và tôi là người tin Chúa phải mang tính chất bảo quản đó cho đời. Chúa Giê-xu phán các ngươi là muối của đất. Đất là trần gian này. Đời sống người tin Chúa phải làm cho trần gian này tội lỗi bớt đi. Một tác giả gần đây khi nói về tình trạng băng hoại của xã hội chúng ta đã viết một câu như thế này. Ông nói rằng những điều mà chúng ta không tưởng tượng nổi bây giờ thành ra những điều mà chúng ta không thể đặt nghi vấn hay là vấn đề. Câu đó trong tiếng Anh là The unthinkables became the unquestionables. Có nghĩa là những điều kinh khủng, tội lỗi, ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, we cannot think of. Ngày hôm nay, nó đã trở thành sự việc tất nhiên mà chúng ta phải chấp nhận tất cả. Nếu không chấp nhận, chúng ta sẽ bị loại bỏ. Tác giả kết luận, tại sao lại có cái chuyện nó xảy ra? Tại sao có những chuyện unthinkable? Now it is unquestionable. Và tác giả đã cho biết rằng chỉ vì người tin Chúa đã không còn là muối của đất này, đã giảm thiểu và đã không tạo một cái ảnh hưởng tốt đẹp ở giữa thế giới này. Thế giới tội lỗi xấu xa, mà người tin Chúa phải tạo một ảnh hưởng tốt và điều đó không xảy ra nữa. Ảnh hưởng của người tin Chúa không còn. Vì vậy quý vị và tôi là muối của đất, đời sống của quý vị và tôi phải làm cho tội lỗi bớt đi, giữ cho thế giới này đỡ đi băng hoại, vì chúng ta là muối của đất. Cái tác dụng thứ nhì của muối là chữa lành. Người của Chúa sống trên trần gian này phải đem lại chữa lành qua đời sống của mình, như muối đã chữa lành trong câu chuyện của tiên tri Elise. Chúng ta chữa lành như thế nào? Chúng ta chữa lành với lời an ủi, với thái độ nhân từ, với hành động của tác nhân hòa bình làm cho người hòa thuận. Quý vị và tôi có thể đem lại chữa lành. Chúng ta có thật sự đem lại chữa lành cho người khác không? Hay là gây lộn xộn, hay là gây khó khăn khác? Chúng ta là muối của đất, như là lời của bài hát Kinh Hòa Bình tất cả chúng ta đều biết. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.
để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Thưa quý vị, đó là muối của đất, đó là chữa lành. Chúng ta phải là khí cụ bình an của Chúa. Sứ đồ Phaolô dạy, lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Chúng ta là muối của đất, ngay cả trong lời ăn tiếng nói của mình. Bảo quản, chữa lành. Cái điều thứ ba là đem lại hương vị. Muối đem lại hương vị cho thức ăn thế nào thì đời sống của chúng ta cũng phải đem lại hương vị cho đời, cho cuộc đời như vậy. Một cái chỗ nào đó, hay là trong gia đình của quý vị, hay là trong đoàn thể, trong sở làm, trong trường học, là bất cứ một cái cộng đồng mà mình sống, khi có mặt của quý vị, cái nhóm người đó, cái cộng đồng đó có trở nên tốt đẹp hơn, nó có hương vị hơn, hay là mình là giống như là cái, không biết dùng chữ gì nữa, ước mong đời sống của chúng ta sẽ đem lại hương vị cho cuộc đời. Quý vị hãy thử tưởng tượng mình ăn uống không có muối thì nó nhạt nhẽo như thế nào. Đời sống này nó nhạt nhẽo, chúng ta cần đem muối, đem hương vị lại cho cuộc đời này qua cuộc đời của chúng ta. Bảo quản, chữa lành và đem lại hương vị là trách nhiệm của chúng ta, là muối của đất. Như phép lạ mà thiên tri Elise đã dùng muối để chữa lành nước và đất. Phép lạ thứ ba mà tiên tri Elise thực hiện chúng ta học hôm nay là phép lạ hóa ra nhiều dầu, qua đoạn Kinh Thánh một sư Lý vừa đọc cho chúng ta ở trong Các Quân Nhi đoạn 4 câu 1 đến câu 7. Đây là một câu chuyện thật là thú vị. Câu chuyện này cho chúng ta một cái hình ảnh đầy đủ về hoàn cảnh xã hội thời tiên tri Elise và đời sống cơ cực của người hầu việc Chúa. Chúng ta thấy rõ ràng một sự chênh lệch giữa giàu và nghèo, vấn đề nợ nần, những chủ nợ cực kỳ gian ác, không có tiền trả nợ thì bắt con làm nô lệ. Và chúng ta cũng thấy hoàn cảnh của quá phụ thật là đau thương, một khi chồng chết thì không còn cách gì khác để mưu sinh, phải vướng vào nợ nần. Quá phụ này là vợ của một tiên tri nên hoàn cảnh lại càng cùng khốn hơn nữa. Giữa cái hoàn cảnh thiếu thốn, nợ đòi với đe dọa con bị bắt làm nô lệ, quá phụ chứ còn biết kêu cầu đến Chúa, và bà đã đến trình bày sự việc với tiên tri Elise. Vả có vợ của một người môn đồ của đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Elise mà rằng kẻ tôi tớ ông là chồng tôi đã qua đời, và ông biết rằng kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va, vả chủ nợ người đến toan bắt hai đứa con tôi làm tôi mời. Đáp ứng trước hoàn cảnh khó khăn này, tiên tri Elise hỏi quá phụ. Elise nói với nàng rằng: ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết ngươi có vật gì ở nhà. Và bà trả lời: nàng thưa rằng con đòi ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu. Tất cả chúng ta đều biết phần còn lại của câu chuyện. Tiên tri Elise bảo bà đi mượn những cái chai không, và bà đã dùng cái hũ dầu bà có đổ dầu vào cái những chai không, và dầu đã liên tục được đổ đầy cho đến khi không còn chai không nữa. Tiên tri Elise bảo bà đem số dầu đó đi bán để trả nợ, và số còn lại thì để chi dùng. Đây là một câu chuyện thật là thú vị. Nên chúng ta học được gì qua câu chuyện này? Thứ nhất, chúng ta thấy được sự tiếp trợ của Chúa.
Phép lạ hóa ra nhiều điều này. Trước hết chúng ta thấy sự tiếp trợ dư dật và lạ lùng của Chúa trong những hoàn cảnh thiếu thốn. Một quá phụ có hai đứa con bị nợ đòi, đòi xiết, không phải là xiết nhà cửa mà đòi bắt con mình làm nô lệ. Hoàn cảnh thật là cung cực, gọi là gì, dồn vào chân tường, không có cái lối thoát nào hết. Đức Chúa Trời thật sự quan tâm đến nhu cầu vật chất của bà và đã tiếp trợ cung cấp cho bà. Bài hát Chúa sẽ luôn luôn lo toan. God will take care of you. Đó là điều Chúa đã làm và Chúa cũng đang làm. Tôi biết có một bà cụ sống một mình, tiền bạc không có nhiều. Nhưng lúc nào bà cụ cũng dâng hiến rơi rộng cho công việc Chúa. Tôi hỏi bà cụ, tiền đâu mà cụ dâng hiến luôn như vậy? Bà cụ trả lời, Chúa tiếp trợ, Chúa tiếp trợ. Thật sự như vậy, Chúa luôn luôn tiếp trợ cho chúng ta khi chúng ta có lòng nhơ cậy nơi Chúa. Lúc nãy chúng ta đọc Thi Thiên 37, chứ bao giờ cái người kính sợ Chúa, yêu mến Chúa bị bỏ bê, phải đi ăn mày, đi ăn xin bao giờ. Lời Chúa nói rất là rõ như vậy. Lời sứ đồ Phaolô nói về hội thánh Philip ở trong Philip đoạn 4 câu thứ 19 như thế này. Phaolô nói rằng, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ. Có hai điều chúng ta phải để ý ở đây. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, chứ không phải là mọi sự ao ước hay là ham muốn của anh em. Chúa luôn luôn làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em. Đó là về phía chúng ta. Còn về phía của Chúa thì làm sao? Y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúa có giàu không quý vị? Nói nhỏ không phải. Chúng ta thấy rõ điều đó. Chúa là đấng tiếp trợ, Chúa giàu. Và Chúa sẽ tiếp trợ đủ, đúng nhu cầu cho chúng ta. Bài học thứ hai chúng ta thấy trong câu chuyện này là Chúa thường làm phép lạ dựa vào những gì mà chúng ta có. Cái điều mà chúng ta đang có là gì? Chúa làm phép lạ dựa vào những gì chúng ta đang có. Trong câu chuyện này tiên tri Elise hỏi quá phụ, ngươi có vật gì ở nhà? Quý vị thử tưởng tượng, Chúa có thể làm phép lạ mà không cần đến cái bình dầu của cái bà quá phụ này không? Được chứ? Nhưng mà Chúa hỏi, ngươi có vật gì ở nhà? Trong câu chuyện hóa bánh ra nhiều, Chúa hỏi các môn đồ, các ngươi có bao nhiêu bánh? Và Chúa đã dùng 5 cái bánh và 2 con cá của một em bé để nuôi đoàn dân 5.000 người. Khi Đức Chúa Trời sai Môi-se đi giải phóng con dân của Chúa, Chúa hỏi Môi-se cái gì? Ngươi có vật chi ở trong tay? Trong tay ngươi cầm vật chi? What do you have in your hand? Môi-se chỉ có một cây gậy, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cây gậy đó thi hành nhiều phép lạ để giải cứu con dân của Ngài. Những gì chúng ta có lẽ nhỏ bé, ít ỏi, không ra gì. Mà với đức tin nơi Chúa và với lòng nhờ cậy Ngài, Đức Chúa Trời có thể sử dụng những gì nhỏ bé giới hạn của chúng ta để làm việc lớn cho Chúa. Quý vị đang có gì ở trong tay của mình? Quý vị đang có gì ở trong nhà của mình? Quý vị đang có gì? What do you have? Đức Chúa Trời có thể dùng những gì rất là nhỏ bé, tầm thường để làm việc lớn của Chúa. Hãy phó thác cho Chúa để Ngài có thể thực hiện phép lạ trong đời sống của chúng ta qua những điều nhỏ bé đó. Đừng ai nói rằng tôi không có gì hết, tôi nghèo, tôi thiếu, tôi không có tài, không có gì hết. Chính trong những cái nhỏ bé nhất của mình, Chúa có thể sử dụng. Và bài học thứ ba cũng là bài học tuyệt vời của câu chuyện này, đó là không có bình không thì cũng không có dầu. Không có bình không thì cũng không có dầu. Hay là nói khác đi, chúng ta phải trống không để được đầy dậy. Phải trống không để được đầy dậy. Dầu nhiều lắm phải không quý vị? Nhưng mà dầu ngưng lại khi nào? Khi không còn chai không nữa. Thưa quý vị, đây là một cái triết lý, một cái nguyên tắc rất là hay, rất là tuyệt vời ở trong đạo của Chúa. Trong phép lạ này, dầu ngừng lại khi những người con của quá phụ nói với mẹ hết trơn bình rồi. Dầu phải ngừng lại. Điều này mang một ý nghĩa tâm linh, đó là chúng ta chỉ được đổ đầy khi chúng ta
có cái bình trống. Chúng ta chỉ được đổ đầy khi chúng ta có cái bình trống. Một cái bình đầy nước, đầy đá, đầy sạn, đầy đất ở trong đó thì không thể nào đổ dâu vào được. Nếu tấm lòng của chúng ta còn chất chứa những điều của trần gian, những cặn bã dơ dãi, thì dầu của Thánh Linh không thể nào đổ vào đó được. Bình càng trống thì càng nhiều dầu, không có bình trống thì cũng không có dầu. Cái bình của quý vị đang có gì trong đó? Có phải là một cái bình trống để Chúa có thể đổ đầy ơn phước của Ngài ở trong cuộc đời của quý vị không? Bài hát Trông Mong Thiên Ân có cái lời như thế này: Này anh đang trông mong thiên ân dư dật từ Giê-xu ban xuống ngay ở tâm hồn đời sống phải không? Thì anh nên tin như kim ngôn cha ta truyền lưu trong Kinh Thánh đây. Kìa, Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm anh tuôn tràn, đem đến ngay bao nhiêu bình không. Thật, Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm linh anh liền, được sung mãn Thánh Linh năng quyền. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ngôi, ban tình yêu đời đời từ nơi Đức Chúa Cha, ân sủng vô biên từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và mối tương giao của Chúa Thánh Linh ở với Hội Thánh của Ngài, từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương.